quý vị, liên quan đến vụ cướp tiệm vàng táo tợn ở Kim Thành, Hải Dương, Công an tỉnh này cho biết, trưởng công an xã Tuấn Việt, Nguyễn Đăng Ninh, con trai chủ tiệm vàng, bị trúng 2 viên đạn. Sáng mùng 8 tháng 6, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, trong lúc ngăn cản hai đối tượng cướp tiệm vàng của bố đẻ là ông Nguyễn Đăng Nam, anh Nguyễn Đăng Ninh, 46 tuổi, là trưởng công an xã Tuấn Việt, Kim Thành, Hải Dương, bị trúng 2 viên đạn. Sau đó, anh Ninh được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp, thành phố Hải Phòng. Hiện sức khỏe anh Ninh đã ổn định. Theo Công an tỉnh Hải Dương, khoảng 20 giờ tối ngày 7 tháng 6, khi anh Nguyễn Đăng Ninh đang trông tiệm vàng Đức Nam của gia đình tại thị tứ Đồng Gia, xã Đồng Cẩm, Kim Thành, Hải Dương, thì có hai đối tượng nam đeo khẩu trang, mặc quần áo che kín, điều khiển xe mô tô Exciter nhãn hiệu Yamaha xông vào cửa hàng. Một đối tượng chĩa súng về phía anh Ninh đe dọa khống chế, đối tượng còn lại dùng búa đập vỡ kính để lấy vàng tại quầy. Thời điểm đó, anh Ninh hô hoán chạy ra túm áo đối tượng đang lấy vàng. Lúc này, đối tượng cầm súng bắn về phía anh Ninh, làm anh này bị trúng 2 viên đạn, một viên vào dưới ngực trái, một viên vào đùi trái. Sau đó, hai đối tượng bỏ lại xe mô tô, chạy bộ tẩu thoát khỏi hiện trường. Anh Ninh được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp, thành phố Hải Phòng. Hiện sức khỏe anh Ninh đã ổn định. Sau khi nhận được tin báo, Đại tá Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương và Thượng tá Bùi Đức Tài, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự C02, Bộ Công an, trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo các lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra, truy bắt đối tượng gây án. Sau gần 8 giờ kể từ khi xảy ra vụ cướp, đến sáng 8 tháng 6, được sự phối hợp của các cục nghiệp vụ của Bộ Công an các đơn vị, địa phương có liên quan và quần chúng nhân dân, lực lượng chức năng đã bắt được hai nghi phạm gây ra vụ cướp khi đang lẩn trốn tại thôn Đề Xuyên, xã Đại Tráng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng. Hai nghi phạm trên được xác định là Lương Văn Đạt, 33 tuổi, ở thôn An Trung, xã Tiên Cường, huyện Tiền Lãng, thành phố Hải Phòng, và Nguyễn Văn Doanh, 34 tuổi, ở thôn Lâm Cao, xã Tự Cường, huyện Tiền Lãng, thành phố Hải Phòng. Lực lượng chức năng thu giữ một súng côn quay, trong súng có 5 viên đạn và các đồ vật có liên quan đến vụ việc cướp tài sản. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.